Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh channel của Chiên Vlog nha. Hôm nay bọn mình sẽ đi bay con phay cam này các bạn. Tại phay cam này để nhà lâu lắm rồi, không được đi bay, giờ cho nó bay. Và thời tiết hôm nay cũng là rất là mát mẻ và gió rất là mạnh. Không biết là máy bay này có trụ nổi trên trên cao không nữa. Giờ đi bay thử. Các bạn thấy rồi, gió khá là mạnh các bạn. Trước khi muốn bay mình phải mở hết bốn cánh này ra mà. Mở theo thứ tự. Mở hết mấy cái cánh này đi. Mở theo nghe cái cắt nó cứng cứng là được rồi. Mở hết bốn cái cánh này ra à. Máy nó hơi cứng mà. Rồi mở cánh này cứ kệ đi, tại cánh này chuỗi thang nè, không chuỗi thang nữa, nó không có cố định một chỗ. Cái này là va chạm này cũng không xi nhê gì hết. Muốn bay được các bạn cũng phải có cái bàn điều khiển này à. Có bàn điều khiển mới điều khiển được các bạn. Giờ các bạn sẽ kéo ra hết như này, kéo mấy cần gạt này để tay cầm của bạn chắc chắn đó. Kéo hết mấy cái anten này ra đó. Anten này để thu sóng con máy bay, thu sóng con máy bay này đó. Nó sẽ có cái định vị trong này. Giờ mình sẽ bắt đầu lấy cái điện thoại để đeo vào đây các bạn. Mình sẽ lấy điện thoại nè, lắp vào đây. Giờ mình điều khiển là các bạn không thể nhìn cái bàn điều khiển mình được nữa. Đấy. Bởi vì cái điện thoại này kết nối trực tiếp vào con máy bay này và cái bàn điều khiển này các bạn, nên bởi các bạn không thể nhìn thấy được. Giờ mình bắt đầu nha. Giờ mình sẽ khởi động nó nha. Vâng, máy bay giờ được có hai cục pin nè. Không biết nó bay được bao lâu nữa. Giờ mình sẽ cho nó bay nha. Rồi, nó bay rồi. Giờ cho nó đi xa. Đi xa khỏi mình đó. Giờ nó bay. Cho nó lên cao nè. Bye bye. Đi. Đi xa rồi bạn. Đó. Giờ gió quá. Nó đang ở trên cao. Rèn làm nè. Anh rèn cơn trời chút. Giờ cho nó lên cao nữa. Cơn trời chứ. Bên giờ nó yếu quá, nó không thể bay đi xa được các bạn. Nó cho được 30 mét thôi, lên cao cũng được chỉ có 30 mét thôi. Đó. Giờ máy bay nó đang ở trên cao. Bữa nào điện thoại cho nó. Vâng, giờ nó đang ở trên cao.
giờ nó không có cho bay đi xa được, tại pin nó đang yếu rồi, bay tí xíu rồi nó đẩy đẩy quay về lại đó, nó không cho bay đi xa được. Thì bữa khác mình sẽ cho nó bay xa nha. Hồi nãy mình đi nó quên sạc mục tiêu rồi, quên sạc pin, vì nạp pin cái con máy bay này rất là lâu, rất chi là tốn thời gian. Đáp lại, đáp xuống. Giờ cho nó đáp xuống luôn. Pin được có 2 cục. Hỏi pin nó yếu quá, nó không cho bay đi xa được quá. Tại pin giờ còn có 2 cục rồi. Sáng nếu mà sạc thì nó có thể bay đi được rồi. Rồi bữa khác mình sẽ bay cho các bạn thấy toàn cảnh. Này là hình ảnh của con flycam đó các bạn đó. Nó có chế độ chống rung đàng hoàng luôn. Đó, này là con flycam. Mình cầm lắc giật hoài vẫn không sao ạ.